Bùi Quang Vơm đã trở thành cái tên nổi tiếng chuyên bịa đặt các chuyện nội bộ của chính quyền trên Dân Làm Báo. Gần đây, Vơm lại cho đăng một bài có tiêu đề bí ẩn đầy kích thích. Tổng Bí thư Trọng nhốt được quyền lực và tham vọng. Sau một đoạn dài đầy triết lý và vô nghĩa bàn về tham vọng, Vơm cố tình lái hướng sang việc hạ uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng việc ký ban hành quy định số 89 và 90 QĐTW của Bộ Chính trị, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để thực thi trong tổ chức đảng là điều hết sức bình thường. Không có mới là thiếu trách nhiệm của người đứng đầu đảng. Tiếp tục chuỗi bịa đặt ấy, ông Vơm lại bịa đặt một thuyết âm mưu đấu đá trong nội bộ chính quyền. Đây là đòn bồi tiếp, đòn bủa vây hay lại chuẩn bị dọn đường cho một chuyện gì tiếp theo? Trong khung cảnh những kẻ có tham vọng tranh ngôi như ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang đã bị loại, chỉ còn ông Phúc. Như vậy, có phải cú đòn tham vọng chính là cú đánh nhằm vào ông Phúc? Có nghĩa là theo ông Trọng thì ông Phúc đã không yên phận với vị trí thủ tướng mà còn tham vọng thay ông vào ghế tổng bí thư. Ông ký ban hành các quy định này là nhằm răn đe bất cứ kẻ có tham vọng quyền lực nào để ông yên chí ngồi tiếp. Tuy nhiên, đây là một lập luận thiếu cơ sở. Không rõ ông Vơm dựa vào đâu mà đưa ra các tưởng tượng về việc tranh ngôi hay việc bị loại của các lãnh đạo nhà nước. Có lẽ ông Vơm đã xem quá nhiều phim mà trong đó tầng lớp lãnh đạo đấu nhau đến chết. Mong ông Vơm phân biệt được đâu là đời, đâu là phim, vì đời không nhiều phim.